Xí cái phòng ở trên cao nhất. Không, bạn chọn phòng ở dưới cùng đi. Phòng đó là của mình. Không chịu đâu. Lâu đài là của mình. Mình không cho các bạn phòng nào hết. Thỉnh thoảng mình chỉ mời các bạn tới ăn bánh uống trà thôi. Của mình. Của mình. Của mình. Mình cắm cái cờ mà. Lâu đài là của mình. Còn mình thì xây hàng rào. Lâu đài là của mình. Đừng có hòng. Của mình. Lâu đài là của mình. Của mình. Ây da. Lâu đài là của mình. Lâu đài là của mình mà. Của mình. Buổi đó. Lần sau mình sẽ không cho các bạn tới chơi nữa. Tại bụng bự đó, làm hư hết rồi. Nếu các bạn không khăng khăng cái này là của mình thì đâu có đến nỗi này. Nhưng tên to cũng dành với mình chứ bộ. Mình cũng dành nữa. Xin lỗi các bạn. Mình cũng xin lỗi. Thôi tụi mình về nha. Chúng mình cùng xây nhà ở chung ha. Như vậy có phải vui hơn nhiều không? Ừ. Lâu đài này là của chúng mình. Đúng rồi.